dâng Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trỗi lại cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ. Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trì cùng Thiên Chúa Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, hà chẳng phải là dường phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bè bánh thánh, đó chẳng phải là dường phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Nếu ngày nay chúng ta không được học hỏi về bí tích thánh thể, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói: Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi sẽ được sống đời đời, thì tôi là của ăn, máu tôi là của uống, thì chúng ta không thể nào hiểu được. Mà không đưa những như thế thì chúng ta còn cảm thấy là cái gì kinh khủng lắm, kinh khủng lắm. Thế thì cái người Do Thái đầu tiên nghe Chúa Giêsu nói như vậy không thể hiểu được, và họ lấy làm kinh khủng. Không những là vì người ta chẳng có thể nào mà ăn thịt uống máu của con người, và hơn thế nữa, ở trong đạo Do Thái, máu là cái gì linh thiêng, là sự sống Chúa ban cho, là thuộc quyền Thiên Chúa, cho nên không có ai được đụng vào máu cả. Thế cho nên họ không thể nào hiểu được lời Chúa Giêsu. Thế nhưng chúng ta cũng thấy là trong tất cả các tôn giáo ở trên thế giới, chưa có cái người sáng lập nào dám nói là thì tôi là của ăn, máu tôi là. Thế thì trước hết, Đức Chúa Giêsu nói
là Chúa đã hiến thân cho chúng ta. Chúa Giêsu hiến thân cho chúng ta trong cái chết, trong cuộc khổ nạn, trong cái chết ở trên thánh giá. Chúa Giêsu đã chịu đổ máu mình ra, hiến toàn thân cho chúng ta, chịu người ta tra khảo, người ta đánh đập, người ta đóng đinh, người ta giết chết, và cuối cùng người ta còn đâm thủng cạnh xương để không còn một giọt máu nào trong người của Ngài. Như vậy Chúa Giêsu đã dâng hiến cho chúng ta đến cái giọt máu cuối cùng, và Chúa Giêsu đã nói không có cái tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Chúa Giêsu vì yêu thương chúng ta cho nên hiến thân cho chúng ta, chịu chết cho chúng ta, đổ thánh máu cho chúng ta. Đó rõ ràng Chúa Giêsu mang thịt máu cho chúng ta. Thế nhưng mà còn hơn thế nữa, Chúa Giêsu đã chuyển hóa cái cuộc khổ nạn, cái chết của Chúa Giêsu thành bí tích. Và cái điều đó chỉ có Thiên Chúa làm được. Bí tích chỉ có Thiên Chúa mới lập ra được mà thôi. Những người không phải là Thiên Chúa thì không thể nào lập ra được các bí tích. Các bí tích làm cho người ta được tái diễn công việc của Chúa và làm cho người ta được hưởng thụ húc lấy ân sủng Thiên Chúa mà chúng ta với cái chúng ta là như thế. Và Chúa Giêsu đã chuyển hóa cái chết của Ngài, cuộc đổ máu của Ngài, sự dâng hiến của Ngài thành bí tích thánh thể. Cho nên Chúa Giêsu dâng hiến chúng ta trong bí tích thánh thể, trong thánh lễ của chúng ta ngày bây giờ hàng ngày, trong đó tái diễn là của Chúa Giêsu chịu khổ hình trên thế gian, chịu đổ máu để nuôi dưỡng chúng ta. Thế nhưng ở cuối bài kinh thánh chúng ta thấy Chúa Giêsu cắt nghĩa cái việc ăn thịt và uống máu sống nhờ Chúa như thế nào. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đó, Chúa Giêsu đã cắt nghĩa cho chúng ta cái việc lãnh nhận và sống bí tích thánh thể để được sự sống đời đời. Chúng ta trở lại với máu và thịt. Khi nói máu thịt tức là nói đến sự sống của con người. Một người mà mất hết máu thì sẽ chết, một người mà tiếp máu thì sẽ sống lại. Thế thì máu thịt đó chính là sự sống của con người. Cho ai máu thịt của mình tức là ban cho chính cái sự sống của mình, dám chết cho những người mình yêu. Tuy nhiên trong máu thịt còn có cái gì sâu xa hơn nữa? Chúng ta thường nói để nhớ ơn cha mẹ, đây cái tấm thân này, cái thịt xương này là thịt của cha, là máu của mẹ tạo nên cái hình hài này đây. Đó, thế thì khi nói như vậy chúng ta thấy vừa tương hình nhưng cũng là vừa có ý nghĩa cao sâu. Nó có một cái gì đó khởi đầu. Và bây giờ người ta nói tới cái công ơn của cha mẹ đã tạo nên cái sự sống của chúng ta. Và ngày nay với cái khoa học phát triển thì người ta nói đến cái việc di truyền. Di truyền ở trong máu của mình cũng có tất cả những cái yếu tố của người cha, người mẹ, của cả dòng họ của mình. Có những người lãnh nhận cái gen đó, di truyền đó từ thời ông bà cha mẹ. Chẳng hạn như là tôi bị mất rụng hết tóc rồi. Thế thì ông bà bố thì tóc vẫn còn tốt, đến 90 tuổi thì tóc vẫn chưa có bạc hết và cũng còn tóc vẫn tốt. Nhưng mà nghe nói là thời ông ngoại của tôi là ông cũng bị hói đầu. Thế thì khi đó chúng ta nói tới máu thịt của cha của mẹ, nó có cái gì sâu xa hơn trong con người đó. Cả cái tính khí của mình,
Và bây giờ với cái khoa học phát triển, người ta nói tới cái di truyền. Người ta không hiểu cái di truyền. Đó, từ thời ông, thời cha mẹ mình lại không có, thì bây giờ tới mình là có. Có cả một cái dòng tộc mang tất cả các cái di truyền. Đó, thì tất cả những cái đó nó làm nên cái sâu xa trong con người. Tại sao tôi lại ăn nói như thế này? Tại sao tôi lại cư xử như thế kia? Đó, nhiều người người ta nói là cái thằng này ăn nói giống thể bố đó. À, hay là cái con kia nó hệt bà ngoại nó. Đó là cái gì? Mình không hiểu được, mình không có ý làm giống, nhưng mà có di truyền trong đó. Đó, cái đó chính là cái phần sâu thẳm của máu thịt. Chúng ta mang lấy máu thịt của ông bà cha mẹ trong người, mang lấy tất cả những cái di truyền, cái tính khí của một dòng họ. Thế thì khi Chúa Giêsu ban cho chúng ta máu thịt của Ngài, thì Chúa Giêsu muốn ban cho chúng ta cái gì sâu xa nhất trong bản tính Thiên Chúa, trong tình yêu của Chúa Giêsu cho chúng ta, ban cho chúng ta sự sống của Thiên Chúa, ban cho chúng ta cái gen của Thiên Chúa trong người chúng ta. Và cái gen của Thiên Chúa đó là cái gen trường sinh bất tử, hằng sống đời đời. Cho nên ai ăn thì cũng muốn chúng ta mới được sống đời đời. Và cái gen đó là cái gen tình yêu. Cho nên ai sống với bí tích thánh thể là sống trong tình yêu của Chúa. Cho nên Chúa Giêsu xuống cắt nghĩa đó. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người đó. Không phải là một miếng ăn xong rồi hết, một hớp uống xong rồi hết, không có. Ăn thịt và uống máu của Chúa Giêsu ở đây có nghĩa là kết hợp với Chúa. Và chúng ta ở trong Chúa. Và chúng ta đã biết ở như thế nào rồi. Và Chúa Giêsu lại cắt nghĩa tiếp nữa. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Cái câu này có hai ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất đó là Chúa Giêsu sống làm theo ý của Chúa Cha, sống nhờ Chúa Cha. Tất cả cuộc đời sinh thế của Chúa Giêsu là hoàn toàn vâng theo ý của Chúa Cha. Và Đức Chúa Giêsu đã nói là lương thực của tôi là làm theo ý đấng đã sai tôi. Mọi sự của tôi có đều là từ bởi Cha mà đến. Đó, thế thì Chúa Giêsu sống nhờ Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Giêsu nhờ đó là vâng lời Đức Chúa Cha, kết hợp với Đức Chúa Cha để cho ý của Chúa Giêsu cũng là ý của Đức Chúa Cha, vâng ý Cha dưới đất bằng trên trời. Đó, Đức Chúa Cha muốn cái gì Chúa Giêsu muốn cái đó. Đức Chúa Cha muốn Chúa Giêsu phải chết, Chúa Giêsu cũng vâng lời mà chịu chết. Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con mà vâng ý Cha mà thôi. Đó, Chúa Giêsu đã sống nhờ Đức Chúa Cha là như thế. Điểm thứ hai rất là sâu xa, đó là Chúa Giêsu sống nhờ Đức Chúa Cha là sự sống từ nơi Đức Chúa Cha chuyển sang cho mỗi con. Và Đức Chúa Giêsu muốn cho cái sự sống đó lại loan truyền tới chúng ta, là những người Chúa Giêsu yêu mến và kính.